rồi, kết thúc đi. Anh cũng không biết đâu. Đè cho giữ. Cua mọi người. Xin chào mọi người đã đến kênh của Xuân Diệu Vlog. Mọi người bữa nay hai chị em mình dắt mọi người đi trải nghiệm bắt sò nè mọi người. Bữa nay đi mồi sò. Sao nữa rồi đó. Bắt là nước cạn mới bắt, còn nước là không nước bữa nay nó lần chừng như mọi người. Hai chị em mình sẽ lội xuống đây nè, bắt mò dài ở đây nè. Mò đi, mời mọi người đi theo hai chị em mình nha. Mình có dụng bị cái thao rồi, cột con dây đang cột mình đang mò đang kéo đi theo. Này là sò của ha, này là không phải là sò nuôi nha mọi người, sò này là sò thiên nhiên. Lấy nước vô nó trôi theo nước á, nó trôi theo nước. Mình lấy vô cái trứng sò nó trôi vô đó chứ không có nuôi nha mọi người. Xa mới có con chứ không phải là nhiều như nuôi như mò là dính hoài. Thanh chui thiệt. Ở nước đầy quá vậy ta. Lạnh đâu? Lạnh. Đây. Đây là hai chị em mình mò giống như mò đại vậy đó. Mùa gió chướng về là sò nó hay gom theo hai bên mé này nè mọi người. Dạ hai chị em mình đi mò. Này ngập tới bóng họng gì. Bữa nay hên là gió nó không có gió đấy. Rồi. Có gió ăn cái là xong đời em nè. Hơi sâu ha. Sâu luôn chứ hơi gì. Này chắc lặn quá trời. Lặn luôn hả? Trời ơi, cái gì nó sắn vô mình vậy ta? Cái gì cái? Dính giống này. Vậy? Em gái đeo dây chuyền trên trên cà. Người ta có tiền nên đeo dây chuyền trên cằm luôn kìa. Không phải tính làm người Ấn á. Cái đâu cũng đeo dây chuyền nữa chứ. Thôi này nước phải cạn chút xíu nữa ha ta. Bây giờ tao thấy phải hay không phải gì có những mò đó. Sao không thấy gì chân trời. Ô được con. Có đó nhưng mà xa nó nằm xa. Mình được con sò nha mọi người mới đi. Ơi đây đó. Hả? Có chứ muốn có đâu được trời. Nè mọi người. Sò này xa mấy con sò này là lâu nên này chắc cỡ năm nó mới lớn được như này. Cái này nó cũng trọng trọng chưa bự gì không nha. Trời. Cười dòng em hiểu quá. Gì trời. Nước gặp lâu mũi. Đã lùng rồi, còn đi ngay giữa mới chịu. Vậy chứ bà đi qua bên đó cái gì đi qua đó. Ơi trời. Trời quay đi dùng mày được. Ê. Cảm ơn em màu dính con nghe. Đâu? Dưới chân, dưới chân. Đó. Không. Vừa đâu bị dính lên đó vậy trời. Ôi, dính con gì đó, mấy bà nội nữa. Dưới chân luôn, dưới chân luôn với bạn luôn. Ừ đó. Ui, dính con bự. Trời ơi, ghê chưa. Sò đang lứa màu ha. Con bự hơn nha. Cái này là phù sa nó đi dỡ, lấy nước nó vô chứ mà nếu mà mình mà nuôi là phải nuôi là nhiều. Phải nuôi mò liền liền con rồi. Cái này mình mò nó lấy nước nó trôi trứng vô rồi nó lớn rồi mình mò đại gì chứ. Mình mò nhiêu ăn nhiêu. Chứ nếu mò ít rồi ăn nhiều gì. Ở đâu có để ăn nhiều. Nó cao nó chỉ ngồi giữa. Đựng con nó là vua. Ê trời. Wow. Ê con nhiều con nó con nhiều. Con nhiều à. Trời là trời ai có mượn mà làm hề vậy. Có mọi người. Có mọi người coi nó. Mọi người coi nó làm hề kìa. Để tao mò sò chứ. Mày mò giữa đi. Ôi khỏi. Mình nên làm hề đi rồi đừng có dụ người ta. Ê nãy đạp con tôm á gì. Ồ thiệt nãy giờ tao đạp mấy con nó bún dưới giò nè. Con trâu nước.
sẽ ăn cái dưới cho nó ăn nhé. Okay. Cái tàu ngầm. Tàu này cái tàu này cái mũi nó chìm rồi, cái lái nó đưa lên xong. Ủa sao tàu này bơi không đi đâu hết trơn vậy ta? Tàu nặng quá, mũi chìm mà lái nổi lên không. Tức thiệt chứ. Cái mặt toàn xịn luôn. Ủa sao đi chậm vậy trời? Mò mà. Ủa tôi cũng mò chứ tôi có phải lội đâu mà sao tôi đi nhanh mấy người đi chậm vậy? Kìa, ta lội mò lạnh gần chết luôn, hai con kia nó giỡn đùng đùng trên tà trên mà trên bờ đi. Dính nữa nè. Mùa này nó gom cục á. Hết. Thường thường mình bắt mùa này nhiều. Mình nãy giờ cục. Tôi có đứa em luôn. Sao nó xấu dữ vậy trời? Trời ơi. Hồi nãy biết nào đại thao đó Diệu. Tới chiều tới mai. Trời ơi được chưa. Sâu, hơi sâu quá. Hai con luôn nè Diệu. Ê gì trời. Dạ. Giếng mà. Người thấy không? Hai con làm như nó lưới mồi vậy ơi. Ờ. Nha. Lưới mồi quá. Nó chàng vô lưới mồi lên ừ. Đi từng con. Gà mặt dữ kìa. Gì? Có ai thấy đẹp mọi người comment vô nha. Lặn xong rồi. Hai con trên bờ nó mừng kìa. Người ta lặn muốn chết luôn, dánh nó gì nó giỡn thôi đó. Ừ. Phải này mà cạn chút xíu nữa mà mình nhiều lắm á. Chứ nữa nó giật hơi cạn chứ đằng trên mình ngồi đứng cao cao chút mình. Ừ. Nói thì sao? Con nè. Chưa, ông camera ông mò vòng vòng dính cho tôi hai tay tôi không dính nè. Chịu chứ, chịu chứ. Trước đi. Sao thét nót không vậy? Giờ lên ngay. Ok. Quay mặt hề cho khán giả coi ơi. Mặt cái đẹp gì? Đẹp không? Ừ vậy đi. Người như hoa, người như con vừa nói xong cho con cái kia trên bờ sắc luôn. Hoa biết hoa gì vậy? Này hoa lại trong bãi cái trâu đó cái hoa kêu ra mà chưa thì ăn hiếp người ta không anh nhiều chuyện cho ta để ý quá. Phải được hai mắt. Diệu là nói chuyện không được á. Diệu cả đó mà Diệu nói chuyện là không ra là ổng đầy bụng. Hả? Không ra ăn nước. Nước nó tràn vô họng sao? Diệu cả đó là Diệu phải đánh thình. Non dương díu à. Lặn tiếp. Sao hôm nay thấy bi quan quá vậy ta? Sao không có hứng gì chân? Sao thấy nó sao nó biết mà lâu cả tháng vậy mới dính lên con vậy? Bởi vì mới nói sò không phải nuôi. Phải sò nuôi nãy giờ hốt rồi à. Ừ. Mình kiếm gì đây lâu lâu dính con mới. Đã. Thấy đã không nổi vậy. Thấy lội đã chứ. Thấy lội đã không.
mà nên tôi mà tôi gánh hết trên kinh không có con nào chứ. Quay gần chút nữa Vĩnh. Chiều nhanh quá. Tôi thấy giống đi tàu lặn. Hãy ra bên đó đi. Ừ, ốc len nè. Ốc len nè mọi người. Tôi lả vô người mày đuổi gì? Đuổi xô tao tao quýnh mày đó. Cắn nước mày dưới này luôn đó. Mà sao coi dính quận viên không? Không phải chăm chép đâu ha. Không có phải chăm chép đâu mà đừng có nằm mơ. Dính quận viên. Dính những con này. Sao con hoài với tôi chứ con? Nó nặng, nó sát bên vách á. Ở ngoài này là nếu mà có con. Ở ngoài này mà nếu có con sò lạng là bự bự. Bà lạng như là tàu lạng tao thấy không? Nào đánh con nè. Con hoài luôn đi. Con hoài không cho tôi. Không cho tôi con nào. Thả họng ra nước tràn vô vô. Bùm 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 bùm. Ngay giữa là phải đến thiên. Cấp giờ mình hồi tưởng nha, mò lên cái mình xào me ha, cái xong cái mình đâm đậu phộng mình gãi lên ha, cái xong mình ngắt ngò rí đều để lên ha, xong rồi bỏ xuống chó nó không dám ăn được. Mò dính gì trời, biết sao nó chưa ăn nó nhà lôi quýnh nó lên nó đâu dám ăn. Coi mình mò dính tôm nè mọi người. Xú nè. Đẻ. Xú. Xú hả? Xú nó đẻ nó màu tím nè. Mò mò đẹp này có khi nào. Để quần lại. Bậy bạ. Không ai làm gì đâu. Nãy đi ta lấy dây chuối ta cột cái quần rồi. Cái này tại gì nó dính vô mặt mình đó là cái bọt ở trên mặt nước nè mọi người. Diễn viên chính mò không dính mà diễn viên phụ mò dính cả này đi nè. Ui ta đi theo nó minh họa vậy ta. Nè. Ủa con này bự đi thiệt nè. Ồ lặng luôn. Xa ra giang rồi. Cái đuôi tàu nó tỏi lên. Hai con nè. Đâu. Hồi nãy giờ hai chị em mình thu hoạch cũng nhiều vô nè. Ờ nhiều dữ lắm. Cũng được bộ không bộ. Hả? Chục con ạ. Chục con. Bỏ nó lá. Thao hồi nãy nè qua phải lấy thao bự bự chút. Diễn viên người đẹp dữ. Thao nhỏ. Lấy thao bự bự mất cỡ chứ. Không có à, còn lấy thao bự nữa chứ. Thôi tao mò dính dấu giò của camera không vậy? Đường ta đi mà. Mò bên đó kìa. Láng nó nói là mò mặt mày mỏ mồm gì cả đó đó. Bình thường cái này mà sổ nước cạn á mình dễ bắt lắm nè. Ừ. Thấy. Cái đợt mình đi từ lịch thấy chưa. Thì giò mò bằng giò luôn, nước hơi sâu quá. Quờ hả? Con đi. Cái này giờ quờ đại chứ đụng ra nhám nhám thì mình bắt nó thôi chứ làm gì thấy đường thấy xá gì. Uống nước té ợ gì. Té ợ cũng phải đó. Nãy giờ tôi thấy làm liền phát luôn. Thôi quẹo vô đây. Tính quẹo vô cái đứa con sò trời. Sò bự quá ha. Sò bự nè. Ai lượm sò bự, tôi lượm sò em bé cho. Thì cũng có sò bự đâu lượm. Nữa nè. Nguyên chứ nữa vậy trời. Ê
đây trời. Mấy em mò mà mấy anh tưởng tượng nha. Hả? Ừ, tụi con nhỏ mừng dữ đó. Mấy anh tưởng tượng đi. Sò mà xào ha. Hôm qua ra quần quạo với ông này vậy đó. Mọi người coi nó đủ lứa luôn rồi ha. Làm cái ngoài đi bắt sò mà cũng ngứa nghề mới thấy này chứ còn cá nâu. Tại hả? Vô nó mò cá nâu luôn hả? Ừ. Bả nó nói ngứa nghề đó nghe. Ngứa nghề đứng ngứa háng chứ. Bậy. Sao không thấy gì trơn ta? Ở đây. Còn ứa một con nó ta. Nằm xa xa nó con. Nằm xa xa, bởi vì mình đâu có nuôi nên lấy nước ra nó trôi vô tới đâu thì nằm tới đó. Này à, tình thế tình hình gì là ngâm cũng lâu dữ lắm. Thì à, bắt tình hình mà bắt sò ngâm chém chép lâu lắm rồi. Gì? Bắt sò ngâm chém chép hả? À? Được hai con. Ngâm cái này biết về còn được mấy lớn không biết. Thế nào còn được con? Con mà chém chép ốm. Gì? Nhín nữa đó hả? Ừ. Con nãy giờ cầm tay. Xạo. Gì xạo? Thấy gì tao mới bỏ vô đó, nãy giờ có thấy bỏ vô không? Không. Tiêu vô. Này là lỗi sao tôi thấy con non lá tôi không gì chơi. Không thấy dịu luôn. Đủ 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 anh chui gì? Cái gì vậy chặt? Ủa tôi bắt con cua. Nhảy xuống, nhảy xuống. Cái cua của người ơi. Hẹn chi nó bắt được không? Bắt được không? Càng cái nằm đâu? Nằm phía này vậy? Cua nghe cua, mày đứng lại nó kẹp mày đó vô. Cua nằm phía này vậy? Ngu gì lại. Càng nằm phía này đúng không? Ừ. Đây, bắt chặt. Cua. Bắt được không? Nè, bắt con cua. Gì bắt lên. Còn quay không? Còn. Cô em đi mò sò mẹ bắt cua nè nha mọi người. Ủa hay là cua chết hay cua sống ta? Bắt lên cua chết tôi quay. Hiện đó. Ta cũng không biết đâu. Đè cho dữ. Ui. Cua mọi người. Ui chị bắt cái cua luôn. Bởi ghê. Ăn cua nhị nè. Không viên viên ghê thiệt chứ. Dạ. Yeah. Cứng không? Cứng. Cái thao trôi đi mất tiêu rồi. À em cột vô tay em chứ. Em phải như chế mà mắc được theo nó đâu. Viên chín cua mình viên sò mà. Ghê không? À, một cua dính sò luôn, không ghê không mọi người? Chị em sò. Mình thôi. Chị em mình là cái gì bắt không được chứ. Mồi sò dính cua, cua Cà Mau mới chịu à. Nãy giờ dính tôm, dính cua. Rồi dính cua rồi, giờ không có dây để chối. Giờ mà cầm tay mò cua, tay mò sò nữa. Bỏ đại vô vô nữa. Tay mò ra mất tiêu á, bỏ đại. Cầm tay mò cua, tay mò sò. Kệ anh lấy con dây cầm kia trên tay nó lọc. Tay cầm cua, tay đây, mò sò. Để anh bờ đi, con cầm cho. Đưa cho caramel cầm giùm đi. Mò hoài đi. Rồi buông đi, buông đi, buông đi. Con chờ nó đến trên tao tưởng là con cua ấy mà. Coi nó con còn hai mắt không? Nó gờ gặm nó, tôi xin nó sừng hai cái càng hết gì nè, hết hồn đi. Coi nó kẹp mét tiêu con chim. Bảy. Chim chép. Hồi nãy nhớ lấy con chim chép chụm bời mà. Chuyện của văn khóa gì chứ. Chép. Thấy mấy anh mình lụm vô chim chép không? Đây mình lụm được ốc len luôn nè.
Tại cao quá mà. Có 1 mét mớ quá. Viên nhiều không? Tôi dính được mấy con à. Tôi không biết nhiều không mà không có con nào. Nãy giờ mà sao viên mà dính được mấy con rồi. Con bự con nhỏ, hai con nhỏ. Phải mò dưới này mà thì mọi người thấy mình bắt ha, tại vì nước cạn, nếu là nước cạn là nó thấy nó mở cái miệng nó ra luôn á mọi người. Còn này nhìn cái này, này mà mọi người thấy mở miệng, dịu mở miệng không? Tại vì mò đây nước đầy quá. Chứ nước còn sâu quá trời luôn, mò nè. Tới cổ luôn. Nhưng bắt cua hua hay dữ thiệt á. Học vô đó ơi. Cái hàng cua đó. Học vô đó kêu. Không phải hàng ba khía. Hàng ba khía. Dính rồi quá. Hỏi kẹp sao dính hai tay chẳng luôn á. Cái hàng cua nữa sao? Càng kẹp tay. Dính không? Dính gì không? Thuộc chơi vậy thôi. Hai con quá. Đi xa qua chuyện dính vô quần tôi nè. Này giống giỡn đâu. Sao cái quần mất đi. Ta đi mò chân chép này đi ngồi sò mất cái quần đó. Mất cái quần luôn. Ủa chân chép. Ta mò chân chép. Mất cái quần này, mò sò cũng mất cái quần. Viên dính. Dính cua sao tôi chưa dính cua nào chứ ta. Ừ, nước sao cái cây cũng được. Nước gì là không thấy, là không thấy. Không sao cái cây nhìn cũng được, cũng đẹp. Này là nhìn không thấy. Tao nằm dưới đây. Rồi, kết thúc đi. Nước sao nhìn thấy. Hay nghĩ đi. Hay đứt nè. Nhìn nó thấy. Ai muốn mày dâu. Mày dâu cho cao đi ra thôi, mày đừng cứ dâu. Chú đứt lên. Để viên đi. Nè mà thôi chơi, con cua nó kẹp à. Rồi mình đưa vô đít viên viên cua, cái vô đít viên cua. Vô mình để, đang để vô đây. Mà chắc gì đấy rồi. Sao có con nữa. Nãy giờ hai chị em mình mò á mọi người. Mò vòng vòng vuông mà có chỗ nó có chỗ không. Nên chị em mình mò cũng được nhiêu đây nè. Như bắt được con cua. Chốc bắt được con cua mọi người, viên giỏi quá trời luôn. Rồi giờ lạnh quá mọi người, hai chị em mình đi vô đây. Được cũng rồi cũng được nhiêu đây nè mọi người. Hai chị em mình đi vô. Giờ mọi người có thích cái video hai chị em mình trải nghiệm đi mò sò, mọi người nhớ đăng ký nhấn chuông theo dõi cho hai chị em mình có động lực nha mọi người. Đừng quên bình luận và chia sẻ kênh để ủng hộ hai chị em mình với nha mọi người. Cảm ơn mọi người.